Khánh thứ hai đi. Phải là một người Khánh. Người cũ. Một người cũ. Đúng. Phải là Khánh. Ok, em đã đúc kết được rất là nhiều kinh nghiệm và cũng như là những chiến thuật. Tại sao phải diễn như vậy? Tại sao phải diễn như vậy? Tại sao phải diễn như vậy? Ý là em muốn thể hiện sự hay ho của mình đó. Ý là em muốn thể hiện sự hay ho của mình đó. Không hay. Không, nhìn nó ho chứ. Đúng rồi, nhìn ho nhiều hơn em. Và kinh nghiệm đó chính là... Đó là... Không có kinh nghiệm gì cả. Không có kinh nghiệm bí gì cả. Thôi làm cho nguy hiểm á. Có gì là cái không ngon. Không có gì chứ, không có gì trong đầu hết á. Chơi đi à, tao hút quá. Rồi, vậy tới Khánh thôi. Bạn biết gọi cho ai? À, tôi gọi cho chị Buka. Wow, bạn nghĩ sao về chị Bu? Không có niềm tin lắm, không có niềm tin lắm. Vậy tại sao bạn vẫn gọi? Tại tôi chẳng còn hết. Tại sao lại lưu tên của chị Buka là Buka-ka-ka-ka-ka-ka? Buka-ka-ka-ka-ka, tại vì chị Buka hay chat vui chơi với là chia sẻ một cái gì đó mà không có mắc cười, nhưng mà chị Buka vẫn để ca. Không, Buka chứ không hài thôi. Buka chứ không hài thôi. Ê. Ê. Không, để Buka nói chuyện kém mùi. Ê, không phải cái gì. Gọi nhiều quá. Ok, bắt đầu gọi cho chị Buka nha mọi người ơi. Rồi, gọi đi. Gọi đi. Sợ Buka cũng chưa ngủ dậy. Hy vọng là Buka sẽ khóa máy. Nghệ sĩ thường hy vọng là Buka khóa máy. Khóa máy Buka. Tắt máy. Tắt máy. Bận rộn lắm. Không nghe. Khóa luôn. Lốc số rồi. Đúng rồi, anh không còn ai thì đó. Buka có thân với em hả? Có chỗ em thân với em á. Buka có luôn số em không? Hai lượt chơi vừa rồi, các bạn cảm thấy như thế nào? Quá khó. Phấn khích. Ủa? Quá khó nhưng phải phấn khích. Sau quá hai lần đầu là anh thấy tụi mình không có còn thương nhau như là... Anh ơi, anh cảm nhận được cái tinh thần của chương trình trò chơi ngày hôm nay rồi đó. Đâu? Cái lúc nãy anh với Khánh là hai người cùng nhường nhau để vào phòng. Anh đã chạy vào phòng trước rồi, anh nói là Khánh vô đây đi, để anh ra ngoài cho Khánh. Nó không, em ra ngoài cho anh vô đi, hai đứa cứ giằng co giằng co. Em tức, mọi người hiểu cảm giác là em mang vớ và cái sàn rất là trơn mà em không có kháng cự lại được. Em là người vô phòng đầu tiên. Anh đang xây dựng hình ảnh đẹp cho hai đứa mình luôn. Khánh, anh xây dựng hình ảnh đẹp mà anh xách cái nách em lên, anh quăng em như một bịch rác ra khỏi ngoài. Anh chẳng cho em vô lại. Mấy đứa ráng đi nữa vòng. Giá trị 5.000 đồng. Không dùm anh đi cho anh đỡ bớt nhục được không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Cố lên. Đội bắt gì vui. Ở vấn đề là hai đứa này vui là bởi vì hai đứa này đứng hạng nhất và hạng nhì. Đúng rồi. Còn mấy người hạng bét thì... Đúng rồi. Coi hả? Không, em hạng bét á. Không, anh hạng bét mà. Không, em hạng bét á. Không, anh hạng bét mà. Cái đoạn nó okay. Thôi không nói nữa, bây giờ chơi cái gì à? Đúng rồi. Chơi cái gì à? Chơi liền đi ạ. Rất đơn giản vì trò này sẽ liên quan đến việc chúng ta đi tìm sợi dây chuyền chữ X. Sẽ có một trận đồ được thiết lập ở khu vực phía sau lưng các bạn. Đây chính là trận đồ mang tên Đấu trường X. Rồi. Đấu trường X sẽ là một cuộc truy đuổi kịch tính diễn ra song song giữa 6 người chơi với nhau và với hai thợ săn. Một thợ săn sát thủ trên không và một thợ săn chỉ điểm. Trong đó, thợ săn sát thủ trên không sẽ truy bắt thành viên bị mang chữ X trên người. Với luật, chỉ cần thợ săn sát thủ chạm vào người có đeo chữ X thì người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Thợ săn chỉ điểm sẽ đóng vai trò là kẻ báo hiệu chỗ trốn của 5 thành viên còn lại cho người bị đeo chữ X đến. Nhưng mà em có một điểm sợ, em sợ Mai Phương. Sao vậy? Tại vì Mai Phương hồi sáng vô thủ thị với em á, nói là em thích những cái game nào mà nó giật lộn. Em thích vô đẩy, em thích phản kháng. Là hoa hậu đúng không? Không, trong chương trình này tôi cho đánh giá chơi này rồi thì em chỉ mang tên Mai Phương thôi. Đúng. Wow, rồi, hay quá. Nãy giờ anh thấy là BB là người giữ nhiều team nhất mà lại chơi xấu nhất. Xấu là 500 cút cách rồi. Ủa, dữ vậy? Ủa, anh xấu từ tâm hồn rồi. Kể từ giây phút này, chúng tôi sẽ đổi tên chủ đề từ Tiêu Diệt Ngọc Phước trở thành Tiêu Diệt BB. Wow. Hồi Halloween hy vọng chiến lược của các bạn sẽ không bị tổ trác. Halloween là bên đội mình á. Đúng rồi. Bên fan mình á. Để coi mấy đứa nhóc này làm được cái gì. Và bây giờ, Mai Phương sẽ là người được bước vào đấu trường X đầu tiên. Là em đó. Nếu trong vòng 1 phút, Mai Phương vẫn chưa thể đeo chữ X này cho bất cứ ai, thì bạn sẽ tự biến mình trở thành mục tiêu của thợ săn truy sát. Nếu như em không trao được X thì em chính là X. Xin mời Mai Phương tiến vào đấu trường X. Good luck. Chúc em nhiều sự may mắn. Để coi em làm được gì. Em sẽ diệt Mimi. Mimi chờ đó. Trẻ người non già.
Bởi vậy người ta nói mà anh hùng đâu có qua được ải mỹ nhân. Rõ ràng là tôi chơi hết mình mà. Thì đó, nhưng mà tôi vẫn thấy là có một cái tượng mà tương thân tương ái. Tôi ghen đó, tôi ghen đó. Tinh thần tụng bỏ chơi đến cùng nhé. Yeah, yeah, yeah. Chơi mà nhường á thì người ta thắng, thì người ta thắng. Thấy rồi, bự gấp dữ lận. Bự gì hả? Đã quá. Đi 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 đi. Dạ em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Coco mi đại 1.5 gói. Coco mi đại 1.5 gói mới. To gấp rưỡi so với mì 75 gram. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay chanh ớt. Ăn 1 gói thì thiếu, 2 gói thì dư. Chỉ có Coco mi đại 1.5 gói 113 gram mới là quá đã. Coco mi đại 1.5 gói. Chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Coco mi.